ở đây nè, tôi ở đây nè, tôi nói thiệt. Cái gì vậy? Anh kỳ cục quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy Trâm? Cái gì có chuyện gì con? Thôi thôi thôi. Cái gì đó mà khóc dữ vậy? Hả? Có chuyện gì? Anh này nè. Sao? Anh nói con á là ăn cắp xe. Xong cái anh đi theo con, anh bắt con về đây. Phải chỉ nhà chỉ cửa cho anh, nhưng mà con đâu có ăn cắp xe đâu. Trời ơi Trâm ơi, tại sao con làm điều tác tệ vậy hả? Này cả chú không tin con à, cái mặt con vậy mà con đi ăn cắp xe chú. Được rồi. Chú Tinh. Trời ơi cô ơi, cô làm ơn cô đừng có khóc lóc nữa, cô đi nãy giờ ngoài đường người ta nói tôi đánh cô kìa. Chú coi đó, cổ á, con thấy cổ lắm la lắm lét, cô đẩy xe người ta đi mà cổ không có cái chìa khóa. Là cô ăn cắp xe của người ta chứ còn gì nữa. Rồi. Hồi nãy giờ tôi dạy tôi anh không hiểu, chú nói một câu mình tiếp. Rồi để chú nói. Được, bình tĩnh. Bây giờ tôi hỏi cậu nè, cậu có tin tôi hay không? Thì có. Có đúng không? Tại sao vậy? Tại vì tôi thấy chú có nhà cửa đổ đây rồi ăn mặc cũng đàng hoàng. Còn nó? Còn cô này hả? Coi lại. Không. Trời ơi, đừng có trong mặt bắt hình dong vậy là chết cậu à. Tôi khổ quá, tôi đã nói là tôi không muốn cắp xe mà. Thôi được rồi, từ từ. Trâm à, bây giờ đầu đuôi câu chuyện sao? Con kể cho chú với cậu này nghe đi, để cho người ta giải quyết cho con. Chuyện là vậy. Con á, có bầu với anh Minh rồi. Nhưng mà anh Minh á, anh vô tư lắm. Con đã lần lượt nói với anh là về nhà nói với ba má qua cưới con đi. Nhưng mà anh không chịu. Nên con nói với anh là con sẽ tự tử. Mà anh không tin. Mà nói lời phải giữ lấy lời. Con quyết định con chạy xe ra cầu. Xong con tắt máy. Con để xe trên cầu. Xong con leo lên thành cầu. Con quên cái chìa khóa xuống dưới sông. Con leo lên. Con chuẩn bị nhảy. Chuẩn bị nhảy là con sợ chết đúng không con? Đúng không? Con sợ chết đúng không? Dạ không, con sợ mất xe. Xong con leo xuống. Leo xuống rồi con dắt xe con đi. Con dắt xe con đi trên đường con đi. Thì con gặp cái anh này. Thôi được rồi, cậu thanh niên kia. Tôi lấy cái danh dự, cái uy tín, cái ngôi nhà hoành tráng của tôi thề với cậu luôn. Là con bé Trâm, nó là người tốt, nó không bao giờ ăn cắp xe của ai hết, được chưa? Thì thôi, tạm tin cô đó, mà thiệt tình á, mấy cô, mấy cậu trẻ bây giờ hở một chút cái đòi sống đòi chết à. Có cái chuyện gì đâu mà đòi sống đòi chết. Như tuần rồi đó hả, cũng có một cô kia yêu bạn trai 10 năm rồi cái leo lên cầu tự tử. May là nhà tôi gần đó đó, tôi cũng ra kịp. Ủa, nói vậy là anh ở gần đó, anh hay ra cứu mấy người tự tử lắm hả? Thì đúng rồi. Công nhận anh rảnh hả? Anh cứu chi, tôi muốn chết mà. Tôi muốn chết lắm. Mày khùng quá Trâm mà. Khùng quá đi rồi. Thôi, cô làm ơn cô bình tĩnh lại đi. Bây giờ tôi nè, tôi sẽ dắt cô đi kiếm cái anh Minh đó. Tôi sẽ dạy cho hai người một bài học. Cái gì đâu còn trẻ mà cái đời sống đời chết hoài vậy? Đúng rồi, ý kiến hay. Thằng Minh nó ở trên lầu 2 á, cậu dẫn con nhỏ lên dạy hai đứa bài học giùm tôi đi. Nhanh, đi. Đi liền. Dẫn lên lầu. Rồi, đi rồi, đi học xong rồi đi chết. Để tôi chết đi. Trời ơi, cô, anh Minh, anh Minh đâu rồi? Để tôi chết đi mà, trời ơi. Nhảy xuống dưới cậu đè chết người ta làm sao? Hả? Trời ơi, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Anh thấy tôi oan ức hồn, trời ơi. Anh đi tội cho tôi rồi. Anh Minh đâu? Tôi mà biết anh đây. Dừng hình. Trời đất ơi, quá đáng lắm rồi nha. Bắt quả tang rồi nha. Trời ơi, tôi không ngờ luôn nha. Các người không cần phải nói, nhưng mà những hình ảnh này sẽ là bằng chứng trước tòa. Chị không ngờ em luôn nha Trâm. Em đang có bầu. Bầu của em là bầu của anh Minh. Vậy mà em đem ngoại tình với thằng này. Ngoại tình? Cái gì chị nói cái gì vậy? Ngoại tình cái gì? Cô đừng có ăn nói bậy bạ hay chưa. Cô có thể nói tôi là ăn trộm hay ăn cướp gì cũng được, nhưng mà tôi cấm cô. Tôi cấm cô nói tôi là người thứ ba nghe chưa. Cấm gì? Chính mắt tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Cấm gì? Tôi khổ quá mà. Bây giờ chị không tin đúng không? Không, chị không tin tôi cắt tay cho chị coi. Máu. Ê, chưa có cắt mà máu gì? Một vũng máu đi nè. Máu của ai? Trời. Mà máu của ai? Ghê quá vậy? Mà trời ơi, trong phòng này có tôi với anh Minh nữa. Còn máu của tôi thì máu của anh Minh chứ máu của ai? Khoan đã, bình tĩnh. Cái này là không có đơn giản đâu. Nhưng mà máu của anh Minh. Nhưng mà sống thì phải thấy người.
Chết thì phải thấy xác. Máu ở đây, nhưng anh mà Minh... xác ở đâu? Vậy tôi biết rồi, tôi biết vậy rồi. Vậy là anh Minh có chuyện gì rồi? Anh Minh ơi. Trời ơi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Là cổ, cổ gây lộn với anh Minh, xong cổ giết anh Minh. À, đúng. Tại sao lại không là lý do này? À. Trâm ơi, rồi vậy mới là đi tự tử. Em với Minh gây lộn với nhau. Trong lúc tức giận quá, thú tính trong người em nổi lên, em không kiềm chế được. Em đã đâm anh Minh. Anh Minh chết. Em sợ quá, em lôi xác anh Minh ném xuống dưới sông để phi tan. Tình cờ cái anh này anh nhìn thấy, em mới chối tội bằng cách là em giả bộ, em kêu là em tự tử. Trời ơi, trời ơi, em thật là dễ sợ. Sao cái bạn hoàn hảo vậy mà tôi không nghĩ ra, mà hai người có thể nghĩ ra như vậy chứ? Hai người đừng có quá đáng. Đem cô lên công an. Đi báo công an. Đi báo công an. Đứng lại. Đứng yên đó. Có khi nào cô giết mình luôn không? Mình hai người lận mặt, đâu có gì đâu mà phải sợ. Em làm đàn ông có gì em không chế nó nha. Đứng yên. Cái gì? Hai người coi đi. Có bao giờ máu ở một cái hiện trường án mạng mà có rau răm, có luôn đậu phộng chứ? Máu mà có rau răm và đậu phộng chính là tiết canh. Cái này ngon lắm á. Ủa bước ra đi, lật mặt nhau nói chuyện đi. Tôi hiểu nhau quá rồi, bước ra đi. Ủa em mới về em? Hai người mới qua chơi hả? Trời đất ơi. Ủa anh ơi, em nói nghe nè, bước ra đây em nói nghe nè. Bước ra đây em nói nghe nè. Anh bị chảy máu chỗ nào? Anh ơi, trên cơ thể anh chảy máu chỗ nào mà chảy ra rau răm và đậu phộng vậy? Anh chảy máu chỗ nào? Em bữa nay còn bị đặt làm tiếp canh hả? Dàn cảnh với tôi nữa hả? Em tại nhìn tiết canh thèm quá, mua về cái tự nhiên cái lóe lên cái suy nghĩ, cái tính tạo hiện trường giả lừa em mà ai nhỉ. Vợ anh thông minh ghê á, vợ anh nhìn cái là đoán được tiết canh liền à. Cái chiêu này đó nha, là thằng bạn của anh đó nha, nó xài với vợ nó là vợ nó chuyển diện liền luôn á. Anh tính chọc em cho vui chút gì. Trời đất ơi, làm nãy giờ hết hồn, tưởng bà Trâm bả bị đa nhân cách nữa chứ. Hết hồn à, thôi đi. Đi đâu? Trời ơi, đi ăn tiết canh, nhìn không thấy thèm hết trơn rồi. Đi. Trời ơi, Trâm ơi, nghe chú nói đi. Cái chuyện nó có bé tí à, con đừng có xé cho nó to. Rồi con đòi tự tử là con làm tội nghiệp thằng chồng của con, hiểu không? Bỏ qua đi con. Chú đừng nói gì nữa, con đã quyết định rồi. Lần này, con phải chết. Thôi. Lần này con phải làm cho lớn chuyện. Trâm, em bình tĩnh, em nghe chị nói nè. Đây nè, chị với anh Hải hả, nhiều khi cãi lộn dữ lắm, ảnh còn quánh chị nữa đó. Nhưng mà chưa bao giờ chị có ý định tự tử hết. Mình phải trân trọng cái sự sống mà cha mẹ mình nó mang nặng đẻ đau mang tới cho mình, em hiểu không? Nói đúng đó con. Em rất là thương chị, em rất là đồng cảm với chị. Chị luôn là người chia sẻ với em. Chị yên tâm, hằng đêm em sẽ về tìm chị để hai trẻ mình tâm sự. Trời. Còn bây giờ đừng ai nói gì nữa. Thôi. Đừng. Đừng có chơi giải, dao nó, dao không có mắt con. Cái này là đau đớn lắm, đổ máu. Dơ vậy, ghê lắm. Mất vệ sinh. Đúng rồi, chết bằng cách này mất vệ sinh lắm. Dơ lắm. Vậy thì tôi sẽ chết bằng cách này. Trời, còn ghê hơn nữa. Cái này là lưỡi thè ra, mắt lồi ra, biến dạng xấu lắm. Muốn lắm con à. Vậy thì chết cách này thường lắm, không chết cách này. Cái gì nữa, còn nữa hả? Đây. Trời ơi. Chỉ có cách này thôi. Em và con em sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, ngủ giống ngủ mãi mãi, không biết đau đớn là gì. Được rồi, tôi sẽ chết. Tôi em không được chết. Em sẽ gạt sức em dành đúng không? Bây giờ muốn chết đúng không? Anh sẽ chết với em. Trời ơi, em ơi, cái cuộc sống này vốn dĩ nó rất mệt mỏi lắm rồi. Em đừng làm nó phức tạp hơn nữa có được không? Hey. Đúng không? Được rồi, anh chết đi. Anh chết đi rồi tôi cũng chết cho anh coi. Cũng chết cho em coi. Cô đặt đầu chết cho em coi. Mọi người tập trung lại nghe tôi thông báo đây. Vụ gì vậy chú? Chúng ta phải cùng nhau đi tiêm ngừa vaccine trị một cái loại dịch mới
bệnh teo não. Lẹ lên, chứ nếu không bị teo não là chết liền, hiểu chưa? Dạ chưa. Teo não là gì vậy chú? Mày bị não phẳng hả? Hả? Có hả? Bệnh teo não là gì nè? Não đang bình thường vậy đúng không? Cái có con virus á, nó xâm nhập vô, cái bắt đầu nó ăn cái não, nó teo lại, nó teo lại, nó teo lại từ trái bưởi thành trái bắp. Đó là lúc đó sẽ chết. Chết không kịp ngáp, chết liền tại chỗ. Cho nên đi 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 tiêm ngừa liền đi. Bây giờ hai đứa này nè, hai tụi con ở nhà canh quán cà phê giùm chú nha. Chú theo ông hai teo lên phường chích ngừa cái. Quá, đi rồi, quá. Gì vậy? Dạ. Tất cả đứng yên, không có đi đâu hết. Sao vậy? Đứng yên không được manh động. Nó tự tử nữa? Không. Con không có tự tử nữa. Mình ơi, ai nói mình phải lên phường chích teo não không? Mình teo não là mình chết đó anh ơi. Còn xíu ghê. Hồi nãy như tao nghe á, là tụi bay đòi sống, đòi chết, đòi đập đầu, đòi xiết cổ gì. Tự nhiên bây giờ sợ bệnh teo não làm chi? Đừng có đi chết gì con. Để đi, đặng cho não tụi bay nó teo lại. Tụi bay cũng chết à. Giỡn thôi. Thôi, hai vợ chồng con giỡn thôi, đâu có rảnh đâu mà tự nhiên chết chứ hai. À đúng rồi, nãy giờ là tụi con bày trò cho vui thôi. Mọi người cũng vui, mọi người có thấy vui không? Sượng thôi, sượng nhẹ. Mình ơi, khởi thôi anh ơi, lẹ lên đi. Hai đứa mình đi lên phường xếp hàng đi, chích ngừa. Anh ơi, chích ngừa không bị teo não chết. Đi, nhanh. Để bánh ú đẹp lên phường ăn em. Em cái gì mà em? Em ơi, đừng có chèn ép anh nữa, tội nghiệp anh mà em. Chèn ép cái gì? Hai vợ chồng, bình tĩnh. Mới sáng sớm, mới có một người khách bước vô đây thôi đó. Hai vợ chồng bước xuống quán cà phê, người ta mà cãi lộn mà khách nào dám vô nữa. Cái gì cũng phải có lý do của nó hết. Bây giờ nè, em hỏi anh nè, nhanh Tú. Ví dụ như đi, khi mà chị vợ của anh á đi làm đó, xinh đẹp vậy mà có người ở công ty đó dòm ngó rồi có ý vê vãn, thì anh thấy sao? Trời, em nghĩ sao? Thí dụ mà có trường hợp đó xảy ra, dĩ nhiên anh bắt vợ anh phải ở nhà làm việc nhà, không cho đi làm nữa. Bắt ở nhà làm việc nhà, không bắt cho đi làm. Ở nhà. Anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Vậy là những điều em nói đúng hay sai? Em à, Tú. Em nói không hề sai, đúng như vậy. Bắt ở nhà, không cho đi làm, cho nên anh phải ở nhà, còn em sẽ là người đi làm. Em à, anh có gì kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên em cấm mình không cho nó đi làm? Anh nhìn đi, anh nhìn chồng em đi. Đẹp trai mịn ngờ như vậy, có nhà giàu, có điều kiện, đi làm vô công ty rồi bây giờ gái nó nhìn, nó tăng tia rồi nó dòm ngó rồi nó ve vãn. Trời ơi anh ơi, em mất chồng. Em mà trời đất ơi, đâu phải đẹp là cái tội đâu em. Em lúc nào cũng vỡ trách anh, tội nghiệp anh. Nhưng mà mất anh rồi thì tội cho em lắm, anh hiểu không? À, anh Tú ơi, em có một cái đề nghị này. Có thể bây giờ anh ở nhà đó, anh có thể chỉ cho anh Minh nhà em là bây giờ làm công chuyện nhà được không? Quét nhà lau dọn gà hả? Làm hết, làm việc nhà đó. À, tức là hướng dẫn nó trở thành một người đàn ông của gia đình phải không? Trời, dưỡng gì chuyện đó, chuyện nhỏ. Anh làm suốt hả? Chuyện nhỏ, uy tín. Anh cứ bắt anh làm hết tất cả những công chuyện nhà ở đây cho em, hiểu chưa? Ok. Rồi bây giờ, cục cưng à, đưa vợ cho em. Đây cục cưng ơi. Bây giờ Minh, chồng em sẽ là người đàn ông của gia đình, còn em sẽ là người đàn bà của xã hội. Vậy đi. Em cứ đi làm em. Đi, mọi chuyện để anh lo. Trời ơi, Tú, tao với mày là bạn thân với nhau mà, tự nhiên mày không nâng tao lên thôi, mày còn đạp tao xuống làm chi vậy? Nè, bây giờ bình tĩnh nghe tao nói nè. Cái gì? Bây giờ thử nghĩ đi, nếu như tự nhiên á, ở đâu á, có một người ở đợ bước vào cái quán này làm việc không công, thì mày có hành hạ ngược đãi nó không? Hành sống hành đó. Ý mày nói tao đúng không? Chịu khó vô trong lấy giùm tao cái đồ lau nhà ra đây, lau sạch sẽ cái quán nhanh lên. Tú ơi, tao làm không có được cái chuyện này đâu Tú. Không được, tao mới hướng dẫn cho mày làm, yên tâm, vài bữa nữa là được hết á. Trời ơi, tao làm không được đâu Tú ơi. Nghe theo lời tao, kể từ bây giờ mày sẽ là người đàn ông của gia đình, còn vợ mày sẽ là người phụ nữ của xã hội. Trời ơi, mày giết tao đi. Nói chung á là bây giờ mọi chuyện em đều trông cậy vô chị hết. Chứ em bó tay ông Minh nhà em rồi, ông không có làm được cái gì hết trơn á. Trời ơi cô, em yên tâm đi. Trời, vô cái tay của chị rồi ha. Từ giờ thằng Đậu cũng thành ô sin loại 1 nữa đó em. Xuất sắc. Cái gì vậy? Cái gì mà ô sin loại 1, ô sin loại 2 vậy em? Em, anh em muốn người làm hả? Ừ, vô đây. Ừ. Giới thiệu với anh. Thôi khỏi giới thiệu, anh nhìn là anh biết liền. Chào em. Chào anh. Em là ô sin loại 1 đúng không? Dạ, giới thiệu với anh. Tôi á là người dạy để mà hả làm việc nhà thiệt là giỏi, là giống như ô sin vậy đó.
À vậy hả? Tức là chị này hôm nay tới đây sẽ là người dạy cho anh những cái công việc nhà cần thiết nhất đó, biết chưa? À anh hiểu rồi. Nói vậy là chị là người giúp đỡ cho em đúng không? Không có giúp đỡ, dạy anh làm việc nhà. Là việc nhà anh phải làm, chị chỉ đứng dạy thôi. Anh hiểu chưa? Anh với mình đã từng là thỏa thuận với nhau chưa? Em sẽ lao ra ngoài đi làm, còn anh ở nhà lo việc nhà, nhớ chưa? À anh nhớ rồi em. Nhớ chưa? Em nói lại là đây là sẽ là cô giáo của anh đó. Đúng rồi, cô giáo của anh. Vậy nha, vậy thì chúc hai cô trò học tốt với nhau nha. Rồi em yên tâm. Em ơi, ngoan nha, gắng học tốt để sau này chăm lo cho gia đình mình nha. Ừ em yên tâm. Rồi bây giờ mình bắt đầu học nha. Ê khoan, trước khi học á là anh muốn giới thiệu về cái tiểu sử của anh cho em biết ha. Cái thời mà còn đi học á nghe, là anh toàn là điểm 9, điểm 10 không đó, chứ phải đơn giản đâu. Không có thầy cô nào mà gọi là dám chấm điểm thấp anh hết. Bởi vì sao? Chấm điểm thấp anh là anh là mệt mỏi với anh liền đó, thấy chưa? Thấy không? Bởi vì anh khuyên em, thấy không? Suy nghĩ cho kỹ nghe chưa? Bảo toàn là tính mạng đi. Bất chấp phụ nữ đàn ông là tôi quýnh hết. Bởi vì ta chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi đánh cô nào? Trời đất ơi, tôi phải la trước chứ. Không lẽ để anh đánh tôi mới la hả? Trời đất ơi, tôi chưa đánh cô. La quay là cho cả vậy nhà trọ là người ta biết hả? Rồi giờ sao? Đánh không? Đánh không? Thì học đi. À, không đánh thì học. Nè, bắt đầu, đeo tập về vô. Phải đeo này vô mới được hả? Ừ. Trời đất ơi, tập về mà cũng màu xanh, hợp áo mình nữa. Lao chén nè, thấy chưa? Đó, anh phải lao vậy đó. Cầm cái khăn này, lao đi. Lao chén đúng không? Ừ. Lao chén thôi chứ có cái gì đâu mà khó. Nè, lao chén nè, lao chén nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ây chết, cha lỡ tay. Ây da, sao cô đánh tôi? Rớt một cái chén là một roi nghe chưa? Làm lại, lượm lên. Lượm lên, làm lại. Lao cho đàng hoàng đó. Lao nè, chứ đâu phải. Ôi da cô ơi, trời ơi, cái này là tôi vô tình chứ tôi đâu có cố ý làm rớt đâu. À, vậy là hồi nãy là anh cố tình đúng không? Trời ơi, sao cô đánh tôi hoài vậy? Thì cái tội là lừa dối giáo viên biết chưa? Đi lượm, làm lại. Nhanh. Em ơi, cứu anh nè em ơi. Anh ơi, sao nhở? Trời ơi, em ơi, em đi đâu vậy? Cái cô này, cậu. Cái gì? Chị có roi luôn hả? Vậy là chị đánh ảnh hả? À, tôi thì tôi có cách dạy của tôi mà. Trời ơi, hay quá chị ơi. Dạ chị ơi, em cảm ơn chị quá chị ơi. Chị biết hôm chồng em nó được chiều chuộng từ nhỏ đó, nên bây giờ anh không biết một cái gì hết. Là bây giờ là mình phải dạy lại từ đầu. Hay quá chị ơi, đó, chị cứ dạy đi. Chị cứ dạy thoải mái đó. Bây giờ đánh cứ đánh đi, cứ coi như là em không tồn tại đây. Em hoan nghênh cách dạy của chị. Dạ hay quá, vợ ơi. Thôi giờ đây, vợ ngồi đi, coi anh học nè. Rồi anh học đi kể em. Anh học nè. Rồi ngồi xuống, lao tiếp. Lau bếp nè ha cô. Cô hướng dẫn lại giùm em cái đi. Nè, lau như vậy, thấy chưa? Sao kỳ vậy ta? Chị, nhiều khi em thắc mắc luôn, biết phải chồng em không nữa. Thường thường cái giờ này là ổng ngủ trưa. Mà bây giờ tự dựng đầu dậy, tự ra ngoài kia lấy quần áo rồi vô ngồi xếp cho coi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là y như là một cái người vô hồn vậy đó. Ờ, làm như cái dân chứ không phải có con người nữa. Thiệt mà em. À anh Minh ơi, anh có sao không anh Minh ơi? Không trả lời luôn thấy không? Trời ơi, làm sao quá. Ghê quá vậy. Anh ơi, chồng ơi. Minh. Chị ơi sao kêu không có chuyện nghe gì vậy? Ơi, khèo luôn mà cũng không có phản ứng luôn. Thôi rồi, bây giờ làm cách nào bây giờ chị? Để chị suy nghĩ coi. Chị nhớ rồi. Chị cần dân gian có một cách để chị áp dụng cách của dân gian. Chỗ này nhiều máu nè. Trời ơi. Ôi da. Ôi da, sao đau vậy? Em làm cái gì vậy? Chị có đau không? Anh bị gì vậy? Anh ơi sao vậy? Nãy giờ em với lại chị Dung kêu anh quá trời mà anh không biết gì hết hả? Anh có biết gì đâu. Tự nhiên anh em tưởng anh bị ma nhập hay là bị gì á, nên em mới cắn anh cho anh hết chứ bộ. Mà anh có bị gì không? Anh thấy sao? Anh không biết nữa, tự nhiên anh nhớ rõ ràng là anh đang nằm ngủ mà. Sao tự nhiên cái em Dung cắn anh cái là anh thấy anh đang sắp đồ luôn á. Trời ơi. Thấy chưa? Chắc chắn là
ảnh đã bị hội chứng ám ảnh công việc rồi. Em bắt ảnh làm việc nhà nhiều quá đó, ảnh bị quen luôn, thành cái máy luôn á. Ám ảnh công việc hả? Ừ. Chứ cái gì mà phải tự ám ảnh như vậy? Đúng mà rồi. Anh ơi, anh ổn mà đúng không? Chồng ơi, chồng đừng có chuyện gì nha. Anh mà có chuyện gì là không mẹ con em không sống nổi đâu. Chồng ơi. Anh không biết sao nữa, kỳ quá. Không biết sao luôn rồi, bây giờ sao? Khổ quá. Bây giờ phải bớt việc cho ảnh thì sao đó đi chứ. Dũng ơi, Dũng. Bớt việc hả? Xuống nhờ chuyện này chút coi. Chị Dũng. Bớt việc. À thôi được rồi, chồng ơi, từ nay về sau á, thôi chồng đừng có làm việc nhà nữa. Em không có bắt chồng làm việc nhà nhiều nữa. Chồng bình thường là đi chứ chồng đừng có vậy, em sợ lắm. Trời ơi, em nói thiệt hả em? Ừ. Em không bắt anh làm công chuyện nhà nữa hả? Ừ. Trời ơi, vợ ơi. Ừ. Anh thương vợ quá à. Trời ơi, anh cảm ơn vợ nhiều nha. Vợ, vậy là vợ cho anh đi làm đúng không vợ? Đi. Gì vậy? Cũng được, nhưng á mà anh đi làm á anh không có được thả thính được, thả thính rồi dính thính rồi vậy là biết em à. Trời ơi, tưởng chuyện gì, cái chuyện đó thì em yên tâm đúng không, anh chỉ tập trung vô công việc để làm thôi nha. Một người con gái phụ nữ nào mà sáp sáp anh là giang ra sàm sỡ, đừng có hãm hiếp tôi, giang ra. Anh la lên vậy là tụi nó nhạt hết, không có ai dám sáp anh. Thôi giang ra ui, đừng có đụng người tôi, giang ra đi. Đi, im đi. Anh làm gì anh la bài hải lên vậy? Tính sàm sỡ tôi hả? Sàm sỡ, trời, anh nghĩ sao em sàm sỡ anh? Tự nhiên la lớn vậy, anh hải chồng em, ảnh nghe được, anh hiểu lầm, em chết ngắt em luôn á. Ủa mà chị quay lại đây chi vậy? Đây nè, có thư ngân hàng gửi cho ảnh nè. Trời ơi, đưa cho. Thư ngân hàng hả? Ủa? Gì vậy anh? Ủa anh sao ngân hàng gửi thư cho anh vậy? Ủa sao gửi thư cho anh vậy? Mấy cái này là bữa là anh phỏng vấn chơi, nhưng mà xui cái tự nhiên đậu thiệt. Mà trời ơi, cái ngân hàng nó có chút xíu à, nó không hợp với cái level, cái đẳng cấp của anh làm ở đó. Đưa đây, mở ra cho em coi. Em, anh nè, em thấy anh là thái độ khả nghi lắm. Này là thư tình của ai gửi cho anh hay sao đây mà tình gì nữa? Anh giấu được đâu? Ừ, không phải mà. Tôi đọc phải biết thư tình chết tôi à. Ờ, có gì đâu phải giấu đúng không? Giấy báo nợ ngân hàng đó. Hả? Ôi, tôi đúng nợ luôn. Phải không? Ơi. Trời ơi. Chứ bây giờ hàng là sao? Tại sao anh thiếu nợ ngân hàng? Em à, cái chuyện nó cũng dài dòng lắm. Tại ngày xưa đó, anh cũng hay tập tành làm ăn với người ta. Nhưng mà xui một cái, anh bị thua lỗ. Cái thua lỗ xong cái anh mượn nợ anh làm tiếp đó. Rồi nó thua lỗ nữa. Ông bà mình có câu mà, thua keo này mình bà keo khác. Anh thua bao nhiêu keo rồi? Mới có 5 keo hả? 5 keo? Hả? Rồi bây giờ anh bày thêm bao nhiêu keo nữa? Hả? Trời ơi, đúng là tốt mà, rã đám mà. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Cái gì? Ở đâu ra 7 triệu? Nhắn, đó đâu? Mọc túi từng số nè. Anh nói là anh cho anh 7 triệu hả? Rồi 7 triệu đó đưa tiền cặp chưa? Ghen mà. Nói chung cái số của cái nữ này là không thể nào.